Trước khi xem video, các bạn hãy nhớ ấn vào nút like nếu các bạn thích các video mà Mr. Việt làm và ấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho Mr. Việt. Rồi đừng quên ấn vào cái chuông để không bỏ lỡ video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok và hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của bảy mình là Mr. Vin đây. Yeah, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một màn chơi mini game với cả Simi này, Keron này, MK cũng như là Jack. Thì chúng ta sẽ cùng đến một cái map có tên là map gọi là tìm cái nút. Thì chả biết là cái map này như nào nữa, thì thấy Keron đủ chơi thì mình sẽ vào chơi với cả Keron và Simi thôi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một subscribe để và chia sẻ video lên trên Facebook để ủng hộ cho mình nha. Và các bạn vì con hãy nhớ rằng là xem hết video, xem quảng cáo và kích quảng cáo để mình có thể có thêm kinh phí lo cho bảy vì con các bạn. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái mini game này nào. Đây là một ngôi nhà của Renny đó. Mấy mình này nhìn có thấy quen không? Đây là nhà gì đây? Đây là nhà Nobita. Thật đi. Em đi. Nhưng mà bây giờ bắt đầu trò chơi sao vậy? Hả? Chúng ta đi đâu rồi đó? Cái gì? Ôi là dắt rồi Gani rồi. Thì nếu mà các bạn không biết á thì cái trò chơi này, ê khoan nha. Thì cái trò chơi này của chúng ta là sẽ có một random cho một người là sẽ có vũ khí, người đó sẽ là Renny. Thì tất nhiên là cái game này sẽ không có skin Renny rồi, nhưng mà nói chung là cái người đó sẽ Renny, còn những người còn lại á sẽ là đi tìm dụng cụ hoặc những cái thứ gì đó để có thể thoát ra được cái ngôi nhà này. Rồi ok. Bây giờ mọi người đứng này. Bây giờ mình chơi kiểu chơi trốn tìm, bây giờ dắt phải úp mặt vào xó đếm từ 1 đến bao nhiêu để cho mọi người chạy đi. Úp mặt vô đây nè. Úp đây. Ok, tôi vô đây. Năm 10 tới 100 nha. Đếm rồi, đếm nha. Tôi có một cái sự kiện. 3 2 1 bắt đầu. Đi đâu vậy Simi? Năm 10 gì vậy? Đếm kiểu mất dài. Kiếm được con gạt rồi nè. Ôi. Kiếm con gạt đi, tí nữa tụi mình gặp nhau thì mình sẽ tìm cách. Lên, give me down. Ê, con gạt. Bỏ con gạt ở đây nè. Tôi biết đường, giờ đi kiếm đi. Đi kiếm đi. Ô, có đậu nè. Có gì? Có đậu nó, đậu gì vậy? Kiếm cái con gạt mà. Ủa con gạt mấy cái con gạt đâu ta? Sao cái chỗ đường à, xuống nó lại à, okay, okay. Mình đang cố gắng mình đi tìm đường để có thể gọi là đi tìm cái nút. Anh mà cái bây giờ anh đưa con gạt cho em là tụi em có một cái cửa bị khóa nè. Nhưng mà cái con gạt. Tìm cái nút để mở cái cửa bị khóa đi. Anh đưa cho cái chìa khóa. Anh giết anh rồi. Có cái đi nè. Ê dịch hết lô dịch. Đi chạy thôi. Em có cái con gạt kìa. Oh my god, mấy cửa đi. Không giỡn. Quái, con cái nút đâu? Nó không thấy mình rồi. Em mới thấy cần gạt. Thấy cần gạt rồi nè. Mở được một cái căn phòng nè. Ở trong này có thêm cái cần gạt nữa nè. Phải lội vô. Trời ơi là trời. Mở cái căn phòng sao đi ngược ra lại vậy? Cái này cũng đi ngược lại. Ê nè, MK. Con cái nút đâu vậy? Có đường vô nè. Ơi đi vô được, chết rồi. Ê có gì kìa? Vô được, đúng rồi, vô được, vô nào mọi người, vô nào. Chắc nó giết con quà luôn kìa. Rồi sống hả? Ok. Rớt luôn rồi, chắc lụm hết luôn rồi. Giết. Tôi tìm được điều thứ gì á, tôi tìm được điều gì á. Chắc chơi canh cửa kìa. Không chơi canh cửa nha. Vô nhanh quá. Đi kiếm đây, không có chơi canh nha. Đi kiếm. Ok, yes, mày nè. Đây cái gì vậy? Mẹ. Cái đó là gì của mình? Đi cao lên. Ở đây. Đi kiếm cửa. Không phải, đi lên trên. Đi vô, mày đi vô lần chắc không có quyền ra ngoài rồi. Mất dày. Lên nữa đây, tới đây. Ui, thay em vào đây. Ôi dè.
Ok đi 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 kiếm đi kiếm đi kiếm. Nó căng cái cửa luôn kìa. Ok vậy đủ cho tôi hỏi. Là chơi mới dậy. Kỳ vậy. Ủa chơi chơi kỳ vậy. Ủa giờ giờ sao sao anh. Mà cá có chơi với mà cá. Ờ nhốt mà cá nè. Con. Trời ơi, anh cần thêm con gạt nữa mới ra được. Ba uống tụi. Ủa bây giờ mình bây giờ mình cần thêm một cái cần gạt nữa mới ưu tụi. Nói chung là mình phải cần nhiều cần gạt hơn. Đúng rồi, như vậy mình phải tìm thêm vài cần gạt hơn. Ê, đâu, 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 cái có cần gạt rồi. Gắn, 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 tìm thấy cần gạt phải để người ta gắn nha. Nói chuẩn bị nhốt em rồi. Rồi, nhốt không ạ? Ờ, nhốt. Mất dài. Thêm một cái cần gạt nữa. Nhốt rồi. Một cái cần gạt nữa ơi, một cái cần gạt nữa ơi. Đúng rồi, chúng ta cần thêm một cái cần gạt nữa. Khó à, tệ quá. Quỷ á, nó chơi nó canh cửa không à, chơi gian quá. Đâu. Ui, em có rồi, em có. Ủa em có cái gạt rồi hả? Đại nhất thôi, cạn. Cạn nhất thôi. Cạn nhất thôi, cạn nhất thôi, cạn nhất thôi. Cạn nhất thôi. Cạn nhất thôi. Trời ơi, có cái lối bí mật nào không? Ơ? Gắn chưa, gắn chưa? Ôi nhiều. Cái nữa, em bị nhốt rồi, em bị nhốt rồi. Em bị nhốt rồi, em lấy quần dây hồi sinh đi. Tê lê lại, dùng cái bùa, tê lê lại, tê lê về. Cần thêm một cái nữa. Nãy giờ với Simmy. Anh đi xa lắm rồi, anh đi xa lắm rồi, không tìm được anh đâu. Nấp rồi. Ủa, tụi thằng thích nó chạy ngay mà. Không có. Thế rồi. Thằng rách, thằng rách. Đậu phòng. Mấy phòng này không có cần gạt. Mấy cái cần gạt đâu ta. Cần thêm đúng một cái nữa thôi mọi người. Ê, mọi người. Gỡ được, gỡ con gạt được, Không gỡ được, trời ai chơi gỡ. Ông chết rồi. Ông ơi, đừng cản đường ông ơi. Gỡ làm sao được. Ôm được. Không qua được, nó không qua được. Gỡ này được không? Không cho lấy đâu anh ơi. Không cho lấy luôn. Kìa vậy? Anh ở xa lắm rồi Dịch. Anh đi ở đây anh Dịch. Hai người chung chỗ. Ê! Ê! Nó đi đi! Nó đi kìa, chắc nó thẻ cửa rồi kìa. Nó thẻ cửa rồi kìa. Lê. Rách nó cầm cái cần gà đâu vậy? Ê! Như ở đây là có gì kìm cuốn nè. Đây là mặt cả. Rách nó cầm cần gà đâu vậy? Đâu, tụi có. Có hai cái. Chắc cầm là hai cần gạt luôn, thôi thua rồi. Ok, thôi. Ở đây có cái này, tôi có một cái cần gạt. Cái em giữ chân đó. Làm đi. Ủa mọi người đang làm gì đó? Lại. Đã đâu đã. Đã một rồi chứ. Yes. Zack tổ. Trời giết cái chín mạng kìa. Ok các bạn ơi, rồi bây giờ là hiện tại chúng ta đang đến với cái dáng thứ hai này. Không biết là nhưng mà đồng thời là ai là Messi là đi, Messi là đi, đừng nghe coi ai là cái nhất, ai là Granny, đừng chắc đâu rồi số chạy đó. Theo anh si đó là Caron, tại vì Caron nó kiếm nè. Đúng rồi. Caron nó kiếm nè. Đây cô chứ. Vậy chứ. Ơ khoan, thằng Zack đâu? Ai biết? Ôi giờ giết rồi, chết rồi. Rồi, giết chết rồi. Giết rồi. Giết là Granny rồi, kẻ giết người chắc luôn rồi mấy bạn ơi. À mà ca em có cùng lớp này, anh xem không? Này mọi người xem nào. Đâu, gì vậy? Nha. Yêu. Ôi. Vậy. Ôi nó. Ôi chết rồi. Ừ xong. Trời ơi không được Jimmy rồi, Granny đây. Không tin được. Timmy là Gatorade. Đau trời. Zack nó chạy luôn rồi kìa. Đau rồi. Đau rồi. Đau rồi. Đau rồi. Kimmy đâu, Kimmy đâu. Ở đâu luôn á. Kimmy. Ủa. Ủa đâu rồi. Mày hả? Mày không? Anh là chỗ là một lần nữa ký. Không ai biết anh đâu. Đâu ra. Hello. Anh vừa thấy Jimmy. Nói rồi. Cậu có tiền được đâu.
Simi ơi, chẳng trước cài tôi đã mở xong thử tìm luôn. Tôi không lại không đây á. Simi rồi. Cái chỗ nào vậy? Ồ. Một cái gạt, một cái gạt mọi người. Lên rồi, lên rồi. Mà vô đó, chị đi rồi. Thôi, tôi đi. Rồi. Đừng lại. Đừng lại. Cần gạt. Ok, một cái cửa. Ok, ok. Em đi đứng góc nào vậy? Em ở dưới. Ui mọi người. Đừng lại. Đừng lại. Đi đây. Ok. Chui cho nó vậy. Cái cửa này không cần mở, mình vẫn lấy được cần gạt. Đúng rồi. Rồi ta. Đúng rồi. Đúng rồi, nó có trốn nó về dưới đây ơi. Ê bạn nó hỏi ô Quên, ghê. Cái này là do tôi bị mắc thôi, chứ không phải gì đâu. Kìa thôi, nhiều quá. Nè, chỉ là anh mắc 3 lần, em cầm cái chày em gõ anh 3 lần nữa. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thì nếu bạn cảm thấy thích video này, hãy để lại cho mình một like và một subscribe, cũng như qua subscribe cho các bạn như kiểu Simi nè, Jack nè, MK và Canon nha. Thì chúng mình sẽ tiếp tục làm những cái mini game tiếp theo nếu mà các bạn trong cái video này được ủng hộ. Nếu video này đạt được trên 2000 like thì mình sẽ làm các video mini game tiếp theo nha các bạn. Ok, còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Bye bye.